Đang xin chào bạn. Sau đây là xin giới thiệu các bạn túi đựng cá, giỏ đựng cá. Tùy từng nơi dựng gọn. Đây câu đài, giá rẻ. Thì các bạn ít câu, sử dụng ít. Điều kính miệng này các bạn. 33 kính 33 chiều dài này là 1m55 chỉ một mông này. Một màu duy nhất này. Giỏ này bằng chất liệu bằng lưới và phủ một lớp nhựa chống dính vảy cá vào, chống mục đít. Hai đường này là đường này chống mục đít. Đây các bạn được kéo thì nó hai quay ở hai bên này. Hai quay hai bên. Cầm sách lên đánh cá nhiều. 6-7 vanh. Đó vậy. Vành miệng trên này chất liệu nhôm nhẹ, chống gì tốt. Giá bình dân các bạn mới câu. Vừa rồi Hải đang fishing đã giới thiệu các bạn giỏ đựng cá. Hải đang fishing chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing.